Cô Nương chào cả nhà nè, sau bao nhiêu ngày mưa nắng vất vả, hôm nay cũng đã hoàn thành. Mã mồ cha mẹ, cắt luôn cái mái che nè cả nhà. Chị em chị tập về đây con kiến. Đây là mồ cha mẹ. Qua giờ cúng chỗ thôi, mấy chỗ kia thắp nhang được rồi. Lặn gà sao quát, người ta mổ gà tròn nó không chịu đâu. Bảo vậy ta mổ gà tròn, ta làm gà giống người Tiều đi. Hai mã con ba, cái này là của thằng em. Đây là con Nguyễn Hương. Từ ở rau câu nữa, ở xa nữa hả? Nhiều món dữ người ta. Gái có trộn không? Đủ nè, đủ cũng nữa. Đi chuối, chuối không sao, không lòng cũng có dầu. Cũi lớn rồi đó, không phải có thông không mà, ở xung mày cũng ghét lắm. Đang vui nào hả? Làm mãn tháng vậy là đúng tay luôn á. Trời ơi, trưa gió hù hù luôn á. Trong vô nhang luôn. Thì bà đi là lên nhang. Một chi, hai chi. Đại diện luôn đi. À, đại diện đây, hai chồng đại diện khấn vái đất đai đi. Đó. Nè, còn cái chén hả mùi? Nó cái chén không đó. Ừ. Bình bông chân độc không? Rồi chưa, tập trung lại đi, tập chụp mô hình kỷ niệm. Ủa mà thay qua chờ dọn này lên mới được chứ. Quay đây người ta cũng thấy mình mặc ra đây vậy. Rồi cái mình làm cái hiểu đó nghe. Nhang nhang đồ quéo dữ ha. Gái, hai chồng già, hai chồng dễ dàng sao mà nhang công dữ à. Không, nhậu chung ở đây rồi. Ờ, nhậu chung ở đây. Xong rồi, dọn dẹp, đốt quần. Chị lấy cho Cương thằng Lương miếng. Biết rồi. Được qua với ổn mì, hai ổn mì. Ở đây nó ví dụ ngon. Có bọc không? Xong rồi cả nhà ơi, giờ thu dọn nha. Bé heo. À rồi, té rồi. Té rồi nè. Cái bình bông cứng nè. Đây. Đây đủ. Tạm biệt cả nhà nha. Một ngày thật là ấm.
biệt cả nhà, bây giờ đi về nha. Rồi đi về. Một chợ có mà đi qua đi với bọn đi. Tạm biệt cả nhà nha.